À, thưa quý vị và các bạn, vâng, hôm nay thì Trí có làm việc với một trong những cái công ty mà giúp cho rất nhiều sinh viên, hàng ngàn sinh viên trên khắp nước Mỹ để mà giảm được cái tiền student loan rất là hay. Rất nhiều sinh viên khi mà đi học á, thì chúng ta mượn tiền từ chính phủ, đặc biệt cái này là tiền từ chính phủ mới được nghe quý vị, tức là nó gọi là Federal Student Loan Forgiveness, là cái chương trình này để giúp cho quý vị có thể giảm cái tiền student loan, đặc biệt là những quý vị, những học sinh mà ra trường, thí dụ như lâu ngày cũng được, mà mới đây cũng được, nói chung là chúng ta có student loan mà thay vì trả cái số tiền nhiều thì công ty này sẽ giúp cho quý vị là có giảm được cái tiền student loan, đặc biệt là nếu quý vị có cái số tiền mà nợ student loan mà trên 10.000 trở lên ha, tại vì ít quá thì quý vị sẽ thấy cái tiền nó hỗ trợ không được bao nhiêu và nó mất công mình. Còn trên 10.000 thì quý vị có thể liên lạc công ty này, hoặc là Trí Ngô là một trong những người mà nói tiếng Việt để giúp cho quý vị có thể một phần giải thích chút xíu. Còn cái việc mà thực hiện cũng do công ty này sẽ thực hiện, giúp cho quý vị làm cho cái tiền student loan của quý vị giảm hẳn, cũng như là nếu mà đặc biệt là những sinh viên mới ra trường mà chưa có việc làm chẳng hạn, mà tới thời hạn phải đóng góp lại gì đó thì nó hơi khó khăn, thì công ty này sẽ giúp cho quý vị giảm được cái student loan in the long run rất là tốt. Hoặc là những quý vị mà khi mà chúng ta có cái khai thuế rồi được cái số tiền refund về, mà nếu mà không không có biết làm kịp thời thì cái số tiền refund về sẽ bị cái sở thuế, họ sẽ vào họ lấy cái tiền đó, là vì cái chương trình mà student loan họ lấy cái tiền đó. Thì nếu mà quý vị biết á, thì công ty này sẽ set up trước thì quý vị sẽ vẫn giữ được cái tiền lấy thuế về một cách rất là dễ dàng. Vâng, Trí Ngô làm về khai thuế, nhưng mà có những cái gì hữu ích giúp cho gia đình của quý vị thì Trí Ngô cũng xin phép chia sẻ. Nếu quý vị cảm thấy cái video này, YouTube này hữu ích thì xin vui lòng subscribe, cũng như là giới thiệu cho những cái người, những gia đình khác được biết, để cho giúp cho gia đình tài chính của con em chúng ta, học sinh cũng như gia đình của quý vị luôn được đảm bảo và an toàn. Xin chân thành cảm ơn.